Vâng, em là Thành Mẫn, nhân viên tại đại lý ô tô Phú Cường. Xin kính chào toàn thể quý bác tài, quý khách hàng. Và hôm nay là công ty ô tô Phú Cường vừa mới về một cái dòng xe tải, đó là dòng xe tải rác. Và cái dòng xe tải rác này rất là đặc biệt luôn. Nó có 3 loại tải trọng trên cùng một cái xác xe. Và sau đây em sẽ giới thiệu sơ lược cho bác tài về dòng xe tải rác N350 Plus và N500 và N650 trên cùng một chiếc xe. Và em sẽ giới thiệu sơ lược cho bác tài về dòng xe tải rác N350 Plus, N500 và N650. Nhà máy rác đã cho ra đời dòng xe tải này với 3 loại tải trọng để đáp ứng nhu cầu tải hàng của bác tài. Với cái thùng hàng dài hơn dòng phân khúc N350S và cũng như là N200S là thùng hàng dài lọt lòng 5m25. Và cái tải trọng của xe có thể thay đổi là 3,5 tấn, 4,99 tấn và 6,5 tấn để đáp ứng nhu cầu tải hàng của bác tài. Khi mà chúng ta cần cái lượng hàng nhiều hơn, tải nặng hơn thì chúng ta có thể lấy dòng xe phù hợp với lại cái nguồn hàng của mình. Và con xe này chúng ta trang bị động cơ của Đức rất là khỏe luôn, với 160 HP. Một lát nữa em sẽ mở động cơ lên để giới thiệu chi tiết cho bác tài. Và đầu tiên là em sẽ giới thiệu về phần ngoại thất của xe. Thì ngoại thất cabin của xe cũng như là những dòng xe tải rác khác với thiết kế đầu cabin vuông và cũng như là logo GAC mặt rơm vàng và cũng như là số loại của xe là N350. Khi nhìn ở phía trước thì chúng ta không có nào phân biệt được là N350 hoặc là N350 Plus cả. Nhìn rất là giống nhau. Hệ thống đèn và lưới tản nhiệt chúng ta đều thiết kế như nhau cả. Bên dưới là đèn sương mù và thanh cản của xe được trang bị thêm một cái móc cứu hộ. Đến phần gương thì chúng ta sử dụng là gương hợp bảng lớn với hai gương. Đây, gương chúng ta một gương cầu lòi và một gương phẳng để chúng ta quan sát. Và một cái gương mò ở phía trước đầu cabin. Nếu mà bác tài để ý kỹ một chút xíu thì có thể thấy được là con xe tải rác N350 Plus đầu cabin nó sẽ to hơn là rác N350S khi chúng ta chú ý nha. Và bên cạnh hông và bên hông nó sẽ không có cái số loại của xe N350 Plus để chúng ta có thể phân biệt được là N350S hoặc là Plus. Bên hông cũng như là cũng thiết kế giống như nhau cả. Phần tay nắm cửa là mạ chrome bạc. Mở cửa thì cũng rất là nhẹ nhàng và cách âm phải nói là rất là tốt luôn. Dòng xe tải rác cách âm rất là tốt. Và bên trong chúng ta trang bị 3 chỗ ngồi. Và đây cabin rất là rộng nha bác tài. Thì tại sao chúng ta lại lấy một con xe tải mà cũng 3,5 tấn? Thì bởi vì cái thùng hàng của chúng ta nó sẽ to hơn là N350S, là thùng hàng 5m25. Chiều rộng của thùng là 2m12 và chiều cao là 2m. Với kích thước thùng rộng như này thì chúng ta có thể chở nhiều hàng hơn và quá tải hơn. Thùng hiện tại chúng ta đóng theo thùng tiêu chuẩn của nhà máy với các chi tiết con lươn bản lề, phát tôm và trụ chúng ta được đóng bằng sắt. Trụ ở đây chúng ta là trụ ô đúc và bẩn chúng ta là 3 lớp, với bên ngoài là inox, ở trong là tôn kẽm, ở giữa sẽ là một cái lớp mút. Và các khung ở trong chúng ta đóng bằng sắt hộp, bác tài còn được gọi là hộp kẽm, là 40x40 và dày là 1.2 ly. Sàn chúng ta là sàn sắt phẳng 2.5 ly. Ngoài ra thì bên công ty em còn hỗ trợ bác tài đóng thùng theo nhu cầu, giống như là bác tài muốn thùng chắc chắn hơn thì chúng ta có thể đóng thùng bẩn nhôm sàn inox, hoặc là chúng ta đóng thùng full inox để chúng ta chở hàng thủy hải sản, hàng đông lạnh. Và tiếp theo là cái bình ắc quy của xe. Chúng ta trang bị hai bình ắc quy, mỗi bình là 12V, hai bình là 24V. Và bác tài hãy quan sát luôn cái phần chassis của xe. Chassis xe rất là dày, dập nguội 6.000 tấn của Nhật Bản và chassis tổ ong, rất là chắc chắn luôn.
ở dưới. Đây là cái lớp của xe. Lớp chúng ta đi kích cỡ là 7.5 là 16. Cái lớp của chúng ta sẽ to hơn cỡ 0.5. Và khi mà chúng ta lấy cái tải trọng 6 tấn rưỡi thì cái lớp ta sẽ là lớp 825-16. Nó sẽ to ra để chúng ta có thể tải hàng nhiều hơn. Và phía sau chúng ta sử dụng là nhíp 2 tầng. Này bác tài có thể quan sát thấy phần nhíp và cũng như là phần cầu. Chúng ta sử dụng cầu láp và cầu của Mỹ. Kế bên cái cầu là cái bút hơi. Tất nhiên rồi thì xe chúng ta sẽ trang bị phanh hơi lốc kê. Và các bình hơi chúng ta được giấu ở dưới xác xi. Khi chúng ta nhìn từ dưới lên thì ở giữa xác xi chúng ta sẽ thấy được là có 3 bình hơi được làm bằng hợp kim nhôm. Đấy. Và phía sau xe là chúng ta sẽ trang bị một cái lớp xe cua. Ok. Thì con xe này chúng ta sẽ có được là phanh hơi lốc kê, phanh ABS cũng như là phanh cupo đổ đều cho bác tài mình tải hàng nặng hơn. Và lớp xe chúng ta cũng sẽ to hơn những cái dòng khác một chút xíu. Và đây là thiết kế phía sau của cái thùng, là thùng mở cánh hai bên. Và số bẩn của xe là 5 bẩn. Đây, thiết kế phía sau. Đèn sau của chúng ta cũng như là thiết kế của N350S nha. Được âm vào bên trong ha, và các cái ngụ cao su để bảo vệ. Và kế đến là cái bình dầu của xe. Đấy, chúng ta được làm bằng chất liệu là nhựa cao cấp. Và thể tích của bình dầu là 150 lít. Chúng ta có khóa bảo vệ an toàn đầy đủ. Nhìn rất là hầm hố, rất là đẹp. Bên cạnh là bình nước xử lý khí thải Ure. Thì cái bình này là chúng ta sử dụng cho xe Euro 5. Thì tất nhiên rồi, xe chúng ta đạt tiêu chuẩn cái tải Euro 5. Và cái động cơ chúng ta là động cơ gì? Thì sau đây em sẽ mở lên và giới thiệu cho bác tài. Đây là cái động cơ của xe với công nghệ của Đức và động cơ Dell hoặc là Hyundai. Tùy bác tài gọi. Cái thể tích làm việc của động cơ là 2977cc. Và cái công suất cực đại của xe là 115kW tại 3200 vòng trên 1 phút. Xe này rất là khỏe nha bác tài. Và cái công suất mã lực của nó là 160hp. Rất là khỏe luôn. Cái đây là cái mâm trực của nó nha. Chúng ta có thể mở ra. Ở đây nó sẽ có các cái ngù cao su. Và em đã mở cái mâm trực của xe ra rồi nha bác tài. Đây là cái khối động cơ của xe. Động cơ Dell 2.977 3 lít. Động cơ này rất là khỏe luôn nha bác tài. Và cái thời hạn bảo hành của xe là 5 năm trên 150.000 km. Xin chào quý bác tài nha. Em đã ở trên nội thất của xe ZN350 Plus. Và nội thất của chúng ta cũng thiết kế y chang như là dòng N200S và N350S với 3 chỗ ngồi. Và hộp số là chúng ta khác thôi. Hộp số chúng ta đi hộp số fast với 6 tiếng và một lùi. Sử dụng 6 số tiếng. Rất là đồng bộ với lại động cơ. Và cái vô lăng của xe là vô lăng 4 chấu, rất là quen thuộc, logo GAC. Thì ở đây là chúng ta không có trang bị hệ thống cruise control như là N200S, N350S cũng như là xe 8 tấn, 9 tấn, máy Comin. Bên đây là chúng ta trang bị volume và tăng giảm kênh. Đây là cái đồng hồ của xe, có hai bình hơi, km và vòng tua cũng như là nhiên liệu và nhiệt độ động cơ. Và ở giữa sẽ là đồng hồ điện tử. Đây, đồng hồ rất là dễ sử dụng nha bác tài, nhìn rất là đẹp. Và cũng như là chức năng kính điện. Đấy, khóa cửa trung tâm. Tẩu thuốc. Tẩu thuốc này là cũng là nơi cấp điện luôn nha. Bác tài mình về sắm thêm cái bộ chia để chúng ta sạc điện thoại và camera hành trình này kia đó. Máy lạnh. Máy lạnh theo xe và radio FM. Ở đây là chúng ta có cái hộp đựng đồ, các cái ngăn kết nối của radio
và bác tài nếu mà gắn thêm cái màn hình ở đây thì rất là hợp lý luôn. Đấy, bên đây là cái ngăn đựng đồ. Ok, và đó cũng là những cái chi tiết trên xe. Còn một cái nữa đó chính là phanh hơi lốc kê. Đây. Và đó cũng là những chi tiết trên nội thất của xe Jack N350 Plus cùng 5m25. Sau đây em sẽ báo giá cũng như là các thủ tục cần thiết khi mà mua xe. Và dòng xe tải Jack N350 Plus thì hiện tại bên công ty ô tô Phú Cường đang bán với giá là 540 triệu chưa lăn bánh, và N500 thì chúng ta cộng thêm là 3 triệu là 543 triệu, và N650 là 546 triệu. Và bên cạnh đó thì còn có thùng kính lẫn thùng bạc luôn. Bác tài có nhu cầu về dòng xe nào thì có thể liên hệ đến em sẽ tư vấn chi tiết cho bác tài về giá lăn bánh. Và ngân hàng hiện tại đang hỗ trợ cho dòng xe này là 75 đến 80% giá trị của xe. Bác tài trả trước cho bên em tầm khoảng là 130 đến 140 triệu thôi là có thể lấy xe về chạy hàng được rồi. Thủ tục rất là đơn giản nha bác tài, chỉ cần căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân là có thể làm hồ sơ được rồi. Và mọi chi tiết bác tài xin liên hệ đến số điện thoại bên dưới màn hình gặp em Mẫn, hoặc là bác tài muốn tham khảo trực tiếp thì có thể đến tại showroom ô tô Phú Cường tại D7-14A, quốc lộ 1A, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và video của em đến đây là kết thúc. Em xin kính chào và hẹn gặp lại quý bác tài vào những video clip tiếp theo.